Chào các bạn nha, lại là công ty Hưng Nam Phát đây. Hôm nay Nam sẽ giới thiệu với các bạn hướng dẫn cách lắp ráp mẫu giường sofa giường đa năng, sofa giường đa năng nha, giường ghế gấp gọn. Sau khi các bạn nhận được một cái thùng giường về thì nó sẽ có như thế này nè các bạn. Đây sẽ được tặng hai cái gối tùy vào kích thước nha, và phía sau cho các bạn xem phía sau thì nó có như vậy nè. Khi nào mình cái này làm giường, còn khi nào làm giường á mình bật cái này lên đó. Và đây là hai cái tay cầm, hai gác cái hai bên, ở đây hai cái chân, khá đơn giản rồi. Và nó cho mình một cái lục giác, và các con ốc mà để gắn vào đây là nó có lắp sẵn ở trong đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp lắp cái ghế sofa giường. Đầu tiên mình sẽ tháo các con ốc này ra. Đó, đầu tiên là mình tháo con ốc này ra. Rồi sau đó mình tháo ốc ra bên này xong mình sẽ xếp vào đây các bạn. Mình sẽ rồi bên này cũng vậy nha bạn. Mình lắp xong bên kia xong bên này mình phải mình cũng bắt hai ốc cho xong rồi mình lấy lục giác mình xếp chặt lại là ok. Đó. Mình lắp xong cái tay cầm này xong rồi mình sẽ đây cho các bạn xem, ở dưới này nó cũng có bốn con ốc. Mình sẽ tháo bốn ốc này ra xong rồi mình sẽ bắt cái rồi giờ để mình tháo ốc ra đó. Rồi xong mình tháo ốc ra xong mình lắp lại nha các bạn, tháo ốc ra rồi đặt cái chân lên này siết lại thôi, siết mạnh vô chắc chắn như là ok. Mẫu giường sofa giường đa năng này vừa làm giường vừa làm ghế được nha các bạn. Mẫu mét 2 mình đang lắp này thì có thể dùng được cho hai người nằm ngủ cũng được. Mét 2 hai vợ chồng để phòng trọ, vừa làm giường vừa làm ghế vừa tiếp khách. Vừa buổi tối thì mình kéo ra làm giường, còn buổi ngày mình bật ghế ra mình tiếp khách nghỉ ngơi thư giãn cũng được nha các bạn. Rồi. Bên này cũng vậy nha các bạn, mình lắp thêm trên bên này xong mình siết chặt lại là ok nha các bạn. Đó là mình được một cái giường rồi. Đó, bây giờ nằm bung lên cho các bạn xem. Đây là cái giường. Đây là cái giường có thể nâng đỡ, tốc độ phía sau nó có một cái cây nha các bạn. Chiều rộng của nó là 1m2. Đó, khi mình nằm thẳng là cái giường. Được chưa? Giường rộng 1m2. Dài 1m9 nha các bạn. Sofa vô. Nâng đầu được 5 cấp độ. Được tặng hai cái gối nha bạn. Giường mét 2 được tặng hai gối. Mình hạ cái này xuống này. Xong rồi cái này lên là được. Đó, được một cái ghế sofa. Rồi nghỉ ngơi thư giãn. Ok chưa? Sofa giường đa năng. Rộng 80 1m, 1m2 tại công ty Hưng Nam Phát. Giá siêu khuyến mại rồi các bạn. Chỉ 2 triệu đồng thôi là vừa có giường vừa có ghế này. Đó, đặt tặng hai cái gối rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của công ty Hưng Nam Phát nha. Nếu muốn có nhu cầu thì hãy liên hệ kho hàng tại thành phố Hồ Chí Minh nhé. Chúng tôi sẽ giao tận nhà cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của công ty Hưng Nam Phát.